còn trộm cái dành cô giáo không? Mà ổng ăn ổng không có dòm tới ai hết trơn, cắm đầu xuống ăn vậy nè, cũng xung em một xớp vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Chú rể, hôm nay tôi nhìn bạn rất đẹp trai à, mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Dạ em tên là Thân Thanh Thúy, em năm nay 30 tuổi và hiện là giáo viên mầm non. Còn em? Em Phạm Trần Thế, là kỹ thuật viên, 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ. Như vậy là thua cô dâu 3 tuổi. Nhưng mà thấy Thúy trẻ hơn. Trẻ đó nghe, tại vì cô giáo mầm non. Ừ. Cho nên tiếp cận với các bé phải vì trẻ hoài đúng không? Đúng đó. Em cũng nghe tao khen hoài. Rồi, bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em đã làm tiệm net cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á. Một chủ á. Tức là em làm trong tiệm nét, còn vợ em làm ở mẫu giáo, coi là trong mầm non đúng không? Vậy sao mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm nét nhưng mà tiệm nét với nhà trẻ gần nhau. À sát gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ghen chung, và nhà với là tiệm nét cũng ghép chung cho đó luôn. Ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múp. Cô giáo bất quá. Cô giáo mất quá kìa. Rất. Bây giờ ông thấy ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta mất? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Mặc đồ gì mới thấy mất? Mặc đồ tập thể dục quá. Nhìn vô cái mất quá. Vô ăn cơm đây nhìn cô giáo không? Thôi rồi sao? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi, thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn. Mà ông ăn, ông không có dòm tới ai hết trơn, ông cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ông nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị có bên qua vậy. Thì chị mới nói là này làm tiệm nét, ở ngoài tiệm nét vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói cười. Anh tự nhiên đi nhưng em không có sao đâu. Cũng không nói cười, cũng cắm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Vậy sao nãy em nói em vô để ý là để ý rồi không? Nhưng mà để ý có gái chưa có biết tuổi. Mấy ngày sau mới biết là tuổi nên không dám đụng luôn. Lúc đầu đang lớn tuổi hơn mình đó. Là né luôn đó. Né luôn. Ủa nhưng mà đang còn quen với quê một con lệ nữa. Nên không dám ở đâu lớn. Rất là thẳng. Rất là thân chất. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. Cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó, thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ. Ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi. Có nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có tình nào này tích mình không trời. Tức nghĩa là thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn. Rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là rửa luôn. Đã vậy trong cái USB đó nó còn có hình người yêu cũ nữa của chị Thúy nữa. Nó lại lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rắc thành một tấm đi rửa cho chị Thúy bỏ vô trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi. Lúc đó thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Mà em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần cái đây có tình cảm trước. Rồi lúc anh sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong một năm là cưới. Một năm luôn. Chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do thì lớn tuổi với lại xa nữa. Bình Định xa đi. Quê xa, quê xa. Đi rước dâu phải xa đúng không? Rồi không cho Em làm gì để mà rước nàng về chứ? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyện này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái điện lên nói là chuyện này mày dẫn nó về, nó tao đuổi cha với mẹ ra đường ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao được có dẫn con nhỏ nó về kìa. Tết ra chở vợ về luôn. Tới già cái cha mẹ sao bật mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm. Sợ tái mẹ tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho tao mà run hết trơn luôn. Có cha thì còn bình tĩnh. Cha dắt xe vô rồi cha lấy túi sách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống dưới nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội. Xuống thì cũng rụt rè lắm. Cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về. Nói lưu thiên nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Thế em thấy vậy em cũng ớn quá. Sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Xong đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Rồi qua ngày hôm sau là bà nội câu là thầy vợ thằng thế luôn, không có cần gì. Thôi dễ thương quá hả. Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn. Dạ là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là ông cha mẹ chồng ok thôi. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là chê em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao, em buồn không? Dạ nản lắm.
lắm, tính là chia tay cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà. Con này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái dặn xong cái qua sân thượng nhà người ta ngồi tự kỷ mà cái bò bên đây nghĩ nói hoài mà cứ thôi ngu như hoài không nói gì. Rồi hành động có thế sao? Tức quá nãy giờ đi không đi lấy gạch đập đầu á, biết là bên đó có cục gạch một lắm, một phân một rồi không dám đập, nhưng cục gạch mới đập lỗi đầu đập luôn bể nát đập không đi. Dạ bể cục gạch luôn. Lúc đó em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đâu thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc nó cũng một rồi mà ông dọa mình trước, nhưng mà ông địa thì mấy cục gạch có cục nào một không, ông mới đập đi đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao cái vô nhà với bộ xỉu xỉu bằng khuôn mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô tao giật trong gáy rồi thọt ép lum muốn cười mà không cười được. Mình sắp nữa đâu dám ngứa mặt lên cười tao quýnh chết rồi. Đừng cứ giật hoài đạo quả muốn chết luôn á. Gáy chịu đựng, nếu mà khắc cười lại là thấy chửi giận nữa, coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết, cái mặt này giả bộ là biết hay vậy lắm. Thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để dạ cho không, họ ghét. Em chỉ đứng khoanh tay em dòm thử để diễn tới chừng để nào coi chịu được. Dạ diễn sâu tới chừng nào. Đến bao lâu thì mới đuối quá rồi đau quá cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi rồi luôn. Rồi xong dẫn tiếp là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó, bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ qua hết rồi đúng không? Và bây giờ về sống chung mái nhà hay có cái gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ phải gọn cái nào. Dạ mỗi lần em sai em làm cái gì mà cổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trên mét luôn, xong rồi la cái mấy thằng trên mét nó nói sao vợ anh dữ quá. Em lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. À sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt tùng giặt đồ mới giặt là nó nhầu, lúc mà cái vũ ra thì nó mới thẳng thốn được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên là đồ y như cái đồ dễ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi. Chết rồi, kể đi em. Dạ, mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này, đứa kia. Thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ thừa luôn. Dễ sợ quá. Không những hả? Nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng. 16 tháng đó. Đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe coi. Giống như là cũng cái tật bài thầy đó dọn đấy, xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy? Mít. Sao làm không chịu dẹp với mít? Trời ơi, bạn nhỏ 16 tháng mà mình nói lần nào vậy đó. Anh dễ sợ quá. Dạ, thầy bí quá đó. Sợ. Xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng. Cái dòm ra trước, sao ông đang khui chai nước ngọt, chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra, ông uống. Mà ông dòm vô phía trong phòng mới coi mình có dòm ra không. Uống lén lắm. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi, im rồi không nói tiếng nào hết. Cái ông uống xong cái ông còn miếng nữa nè, ông uống cho hết đi, thôi uống xong phi tan đi, không để lại trong thùng đá đó để dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong em giả bộ em đi ra, xong dỡ thùng đá ra cầm chai nước ngọt lên, ủa cha kêu nước ngọt này của ai vậy? Của khách á, của khách uống còn dư để dành xíu nữa ăn nướng. Là dỗ trá đó, dỗ trá. Dạ, dỗ trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong đó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra, ông rót vô ông uống, ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai? Của anh. Đúng rồi. Bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp, chối chừng nào mà không được cũng lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cưng? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích la vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh cũng chưa? Sợ nhưng mà né đứng xa lắm. Tại vì vợ mình định có vỏ không dám đứng lại. Nói nghe nè. Đầu tiên là gì bậy hay nè. Thứ hai lật lòng. Lật lòng. Dối trá. Dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi, chuyện chậm thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Bây giờ tới gì, tới chậm đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sổ hết trơn rồi, đi làm vậy đó. Em này xếp đồ hết trơn cho em rồi đó, em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước, đi vô thấy lòi ra bà xếp được hết trơn. Đồng kỹ chưa bao giờ xếp bà cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay la. Muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên máu. Còn gì nữa không? Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Nói bà sao bà ham tiền quá. Khi em mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần. Mà đó ông này cũng làm cực lắm mà ông xem trọng tiền, giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, nguyên cái thùng, nguyên cái hộp tiền ông để trước, ai lấy ông có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì chiếc cửa có bán nước mía, cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á, cái bán xong rửa tủ không bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn lần nữa
cái này là ổng kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngoài đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, ông kia lại lấy, ông nói thôi cho lấy luôn. Thôi vậy hả? Chứ giờ lại hỏi nó của con, ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không mà chết luôn, có đâu cái lỗ rồi đâu, nó đi tiền của mình. Tiền của mình mà không dám lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sắp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em ơi, em đẹp quá, khen thế thế lắm, khen ổi, hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đậm là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Không phải, cho anh quện một cái. Ân huệ, anh thà quện là quện. Trời đất ơi, cái từ nó thô thiển đâu á. Nó có quệ. Rồi, bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây, bớt xàm lại, mới bớt xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cả đầu luôn vậy đó. Xàm đấy. Dạ. Có đầu nói xàm vui mà. Nói xàm cho vui, không thôi, nhà buồn hiu à. Nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng có lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi, anh muốn có cái gì đó với em ơi, thằng thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện để nói mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế? Thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại. To tiếng bớt kỹ lại, kỹ quá. Ta to tiếng tại vì ông xàm quá, người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông, với lại tốt cho ông mộng đòi, ta không kỹ. Đàn bà con gái là phải kỹ lưỡng, sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà vợ mà bê bối luộm thuộm coi. Bày hay là bày hay coi, là em chán liền. Trời, hiểu chưa? Ngày xưa ông cũng bày hay lắm, rèn lắm mới được vậy nè. Thôi bây giờ vậy đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương. Dễ thương quá. Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Em tên là Quý Tài, 29 tuổi, làm nghề buôn bán. Rồi, còn em? Em là Bạch Huệ, em 27 tuổi, em là thiết kế mỹ thuật. Huệ với Quý Tài là quen nhau trong trường hợp nào? Thì lần đầu tiên là gặp ảnh ở quán bún riêu của ảnh. Quán bún riêu của ảnh hả? Dạ, anh bán. À, nhà em bán bún riêu hả? Dạ. Ồ, bây giờ còn bán không? Dạ, nghỉ rồi chị. Bây giờ mình đang bán gì? Bún giò heo hả? Không, bán bánh tiêu. Lúc em thấy ảnh đang đứng bán, rồi dạ. Ấn tượng của em sao? Em không có thích ảnh, bữa đó em ăn mà ảnh lấy ngay giò heo mà cúc mỡ cho em mà bán mắt nữa, hai lần rồi. Giò heo mỡ nó không ăn mỡ. Nguyên cái cúc mỡ luôn. Nhưng mà ghét, nhưng mà riêng Tài thì Tài có ấn tượng gì của nào? Ngông lắm. Vậy thì tại sao lại là đến với nhau? Cũng có nhiều lý do, cũng ăn bún riêu cũng vài lần. Ảnh thấy gái thì ảnh hay xin số điện thoại rồi Facebook, lại rủ đi uống cà phê. Mày rủ đúng một lần thôi. Còn những lần khác là rủ đi nhậu mà. Rồi đó vậy hả? Rồi cũng đi hả? Thì em lúc đó em chưa có đi làm cho nên em rảnh không đủ em đi thôi ạ. Vậy hả? Nhậu rồi đô của ai cao hơn? Thì em không biết, uống ít thôi. Anh nói là em đi theo anh ăn giùm thôi. Còn lại là để anh uống. Ủa mà thường nhậu như vậy thì khoảng mấy tiếng? Thường là ảnh cứ buôn bán. Thì buổi trưa thì ảnh xuống nhà em, ảnh nấu cơm cho em. Xong rồi ảnh lại về ảnh bán tiếp tới chiều tối, ảnh dọn khoảng 10 giờ đêm. Để xuống anh lại rủ em đi nhậu tiếp tới 1 giờ. Rồi có khi nào tối không về nhà mà ngủ lại nhà trọ? Không, tối về nhà để sáng dậy sớm đi chợ bán nữa. Tại vì phòng trọ em ở chung với bà chị nữa. Em. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì mới yêu nhau? Thì chắc khoảng 6 tháng. Ủa Tài, rồi khi mà yêu nhau rồi thì... Có ghen không? Dạ ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Em ghen. Em ghen hả? Dạ. Thiệt không? Ghen dạ, dữ không? Ghen dữ lắm. Ghen sao dữ? Em làm công ty thì có văn phòng của em thì có những cái anh bạn nam làm chung á. Thì đi ăn cơm thì mình cũng rủ người ta đi ăn thôi. Cái ổng nói ăn tại sao lại đi chung với thằng đó, lên chém đó nha. Rồi em cũng không có dám nói gì, cũng không có dám rủ bạn nó đi ăn luôn. Ổng hâm chém bao nhiêu người rồi? Cũng khoảng 2 người. Trời ơi, nhưng mà lúc đó là em phát ngôn như vậy là thật. Là thật đúng không? Dạ. Em hù. Không là thật. Tại vì nói miệng là nói ghét thằng đó mà tự nhiên nó rủ đi ăn lại đi chung. Ăn trưa mà, ăn trưa thì công ty mình đi, không lẽ mình đi không, mình không nói người ta một tiếng sởi lởi là mình nói là đi ăn cơm. Chứ đâu phải là mình mời người ta mình trả tiền đâu. Thế hai người làm chung phòng Dạ, chung phòng thiết kế. Mà là đi ba người luôn hay dạ, là đi hai? Dạ, đi hết thì đi hết công ty. À, người ta đi hết mà. Mà chứ đâu phải đi hai người đâu. Nói thì ảnh là ghen vậy thì đúng em ghét lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh hâm như vậy thì cái phản ứng của em như thế nào? Em nạt lại. Nha. Tính em thì nói chung là cũng ngang mà bước. Nạt lại thì bên này như thế nào? Nổi điên hơn nữa. Trời ơi. Có đòi chém em luôn không? Không, tại vì mà ảnh nói chém em là hả em sực lại là ảnh sợ liền. Cuối cùng cái điều mà tôi muốn nghe đó là cái kết quả. Cái câu mà sực lại đó. Cái câu sực lại đó. Bây giờ để hỏi Tài, bên này có ghen không? Dạ có. Cái con dữ không? Cũng dữ. Có đòi chém em không?
Không. Em chỉ chém cái người kia thôi chứ không có chém. À, cũng chém. Cũng chém, có nghĩa là thôi. Nghĩa là chém mấy người. Ủa, không chém mấy người rồi? Một người. Sao vậy em? Người đó là ai mà em đòi chém vậy? Có con bé làm massage ở gần nhà ảnh á. Cái ảnh đang bán vậy, ảnh nhắn tin, ảnh rủ qua nhà ảnh chiên sake cho ăn. Rồi xin số điện thoại. Trời đất ơi. Em đọc được tin nhắn thì em mới tức đi lên rồi hả? Ảnh nó, anh để anh giải thích. Mà trong khi em đọc tin nhắn là em biết ảnh xin số điện thoại của người ta chứ không phải người ta dụ dỗ ảnh đâu. Mà ảnh nói giống như là người ta xin số điện thoại để nhắn ảnh trước vậy. Vậy sao em phải chém ổng chứ sao em chém nhỏ kia? Thôi chém ổng. Em không có chém ổng, ổng sẽ tự xử. Lúc đó thì ổng đang nhậu, cái ổng cầm cái ly đập lên đầu ổng. Trời ơi. Thứ dữ nha. Rồi có bể cái ly không? Dạ bể. Rồi em sợ không cưng? Không. Ôi ôi. Em phóng xe em cái vèo em đi luôn. Cụt cả hết luôn. Bữa đó cái đầu có bị thương, có chảy máu không? Cái đó ảnh em cũng biết. Dạ không. Rồi sau cái giật, có cái đợt ghen nào mà hai bạn là có nguy cơ tan vỡ không? Dạ cái đợt cái bạn đó đó. Thì lúc đó em mới bỏ em đi. Thì lúc đó em cũng uống cũng hơi say say rồi. Thì em đi trên đường em không còn thấy đường nữa. Cái em cũng dừng xe lại vô cái quán cà phê. Nhưng mà em không biết. Cái em vô đó mà cũng hên là người ta cũng có người tốt. Nhờ cái người đó điện cho ảnh kêu ảnh lên mà không thấy ảnh lên luôn. Để chở em đi về chứ em không chạy xe nổi. Em tỉnh dậy rồi em về được phòng của em thì ngày hôm sau anh mới lên xin lỗi. Rồi anh nói anh dọa anh ấy mà không tha thứ với anh. Anh từ từ rồi anh chết đủ thứ rồi khóc lóc van xin rồi em cũng quýnh vài cái rồi em mới tha thứ. Vài cái. Mà sau chuyện đó là cuối cùng là lấy nhau. Sau đó thì khoảng một năm sau thì lấy nhau. Chắc lẽ đó là cái khó khăn nhất của hai bạn. Đó là cái chuyện là ghen hờn rồi chưa hiểu nhau nhiều. Đó, trong tình cảm hay là còn những khó khăn gì khác nữa. Sau khi cưới á. Sau khi cưới thì có một số cái cũng vỡ mộng. Còn nhắn tin còn này kia nọ cũng còn. Trời ơi, ly dưới trời. Lúc em có em bé được một tháng á, thì ảnh hay nhắn tin không những gái mà còn trai rồi con đủ thứ hết. Đừng nói em ghen với trai luôn nha. Dạ có. Trời ơi. Là sao không hiểu được kể tụi nghe coi. Trời, chị bắt đầu rối não rồi đó. Lúc đó em có em bé mà em không có để ý ảnh. Thì thường hả, ảnh buôn bán tới 1 giờ ảnh mới về. Có hẹn hò gì không thì em không biết. Thì lúc đó buồn rồi khóc rồi đòi bồng con bỏ về quê. Rồi tới lúc đó ảnh lại xuống nước năn nỉ khóc lóc van xin. Rồi từ từ thì cũng tha thứ. Quánh nữa. Không, lúc đó em hết quánh rồi. Tại lúc đó trên Zalo á rồi cứ nó nhắn thì mình trả lời thôi. Nhắn sao? Nhắn rủ đi chơi không thì em đi luôn. Dạ, nhưng mà em nhắn thì nhắn vậy thôi chứ mà đi là chắc chắn là không đi rồi. Có rủ đi khách sạn không? Dạ có luôn. Trời, có em, đi không? Em có gái dạ, gì không. Có đi không? Khai thiệt đi. Dạ không, lúc đó không có điều kiện để đi. Không có thời gian để đi. Em có bắt quả tang được lần nào chưa? Chưa, chứ đọc được tin nhắn. Rồi mấy cái cô gái đó là ở đâu? Ở đâu ra nhắn? Trên Zalo à? Dạ. Hay là khách ăn bún riêu? Trên Zalo nó hay nhắn lung tung vậy, không biết ai. Anh nghĩ là em nên hạn chế và nó có một cái chức năng gọi là chặn á. Dạ, không giờ em không còn xài nữa. Đó, thấy chưa? Giật luôn. Thôi thôi, anh muốn hỏi nè. Anh dạ. Này còn cái tật xấu gì nữa? Em không biết đó là tật xấu hay tốt, nhưng mà anh kỹ tính quá mất luôn á. Cái chị trong nhà nó nhỏ nhặt lắm, ảnh cũng lôi ra, ảnh nói em được nữa. Ví dụ như là em không phải là em ở dơ, nhưng mà ví dụ em lấy cái đồ này em chưa kịp dọn thôi. Tí nữa em mới dọn thì ảnh lại la lên, nó là lấy đồ nó dọn cho nó gọn gàng. Rửa chén xong là phải cái sàn nước phải sáng bóng luôn. Còn em thì chỉ mới sáng thôi chứ chưa có bóng. Thì ảnh la lên. Mà cái đó em không thích à? Ảnh nói nhiều, em là cái tật em không thích nói nhiều, nói một lần em sẽ từ từ em thay đổi. Nhưng mà nói nhiều quá nghe nhức đầu là em bực là em sẽ nạt lên. Ngoài cái tính mà em cho là tật xấu đó thì là còn gì nữa không? Với lại nhậu. Nhậu. Nhậu nhiều. Nhậu nhiều. Hồi xưa thì nói nhậu với vợ là vui rồi, còn bây giờ thấy nhậu với bạn vui, với vợ hết vui rồi. Thế còn em, tật xấu của vợ mình là gì? Bệ bộn lắm. Đúng rồi, ông này có lại liền luôn. Ông có qua lại liền luôn. Nhiều lấy cái này ra xài cái quấy tay cái dục tại chỗ luôn. Ai nói? Không có dục tay chỗ đâu, dục sọt rác mà. Dục rác mà bị rơi ra ngoài đúng không? Dục cái bên không à. Rồi, có gì nữa không? Dạ không, chỉ có vậy à. Các bạn nó lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Rồi bây giờ cái nguồn kinh tế thì ai là cái nguồn thu nhập cao? Chủ yếu là ảnh, tại em cũng mới đi làm lại thôi. Nhưng mà có mâu thuẫn về tiền bạc không? Không, tiền bạc thì hay chồng bình thường. Chỉ có về tính cách thì nó hơi khác nhau. Cái mối xung đột của tụi em á là chủ yếu là vì cái gì? Nếu mà hai chồng có cãi nhau, ai cũng muốn cái tôi của mình, nó nói là em muốn em thắng, ảnh nói ảnh muốn ảnh thắng. Không ai nhường ai hết. Giống như cái chuyện buôn bán, em thì ví dụ em muốn mở một cái cửa hàng bánh mì nhỏ. Thì trước tiên là cũng phải bài bản là làm tờ rơi rồi hả phát rồi khuyến mãi rồi. Rồi mình phải làm cho ngon thì mình mới đem đi mình bán. Còn ảnh thì hả, ảnh nghĩ là cái ào cái mình mua nguyên liệu về là mình có thể bán được. Cái là cãi nhau cái riết rồi cái không bán nữa.
em cứ tập trung anh bán bánh tiêu thôi. Là chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Đó là cái xung đột mà lớn nhất của tụi em bây giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là em nói thì ảnh cũng phải tiếp thu những ý của em đi. Ảnh thấy cái gì có lý thì ảnh làm. Còn không hợp lý thì ảnh nói nhỏ nhẹ với em. Mà nói thì nói một lần thôi, chứ đừng có nhay 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 nói hoài. Một cái vấn đề thì em rất là bực. Với lại bớt nhậu một tí. Rồi bây giờ còn Tài. Bớt bề bộn rồi. Chứ hiện tại bây giờ đi làm về cởi áo qua cũng dục máng đầy. Không, chị thấy nè, bây giờ cái xung đột nhất của vợ chồng em chỉ là cái định hướng trong làm ăn. Yeah. Và tự tụi em đã rút ra được một cái việc là chuyện của ai nấy làm rồi. Có nghĩa là tụi em không có định làm chung với nhau nữa. Theo chị cái này cũng đúng. Yeah. Bởi vì hai ngành nghề khác nhau dữ quá. Tuy nhiên tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chị nói về Tài á, em có nghề nấu ăn đúng không? Yeah. Thì ví dụ bây giờ em bán bánh tiêu hay là em bán bánh mì hay là em bán bún riêu cũng đều là liên quan đến ẩm thực. Nếu như em thực sự yêu cái ngành nghề mà em đang làm á, thì chị nghĩ là em nên có một cái suy nghĩ định hướng rõ. Mình phải có một cái cửa tiệm. Chị nói ví dụ mỗi ngày mình phải mỗi tiếng lên. Cho nên em chú tâm em tập trung vô ví dụ cửa hàng của em sẽ là cái gì. Có thể là cả ba món, cả bún riêu, cả bánh mì, cả bánh tiêu, hoặc có thể là một món mà em thích. Thì nếu chồng em có cái suy nghĩ đó, em nên hỗ trợ với chồng. Còn cái chuyện mà làm như thế nào thì em cứ để chồng em tự quyết đi. Tại vì cái đó là cái sở trường của chồng em. Tuy nhiên nếu vợ em góp ý em về cái vấn đề mà mình phát triển, mình phát triển giới thiệu, mình quảng cáo, giới thiệu bằng brochure hay là bằng một cái hình thức nào đó, thì em nên tiếp thu cái đó. Đúng vậy. Đúng không? Mà vợ em với cái ngành nghề này, vợ em có thể hỗ trợ em trong cái việc đó được. Cái vấn đề tụi em chỉ là nằm ở chỗ đó thôi. Dạ. Cảm ơn. Cô dâu giống ca sĩ Ngọc Anh quá. Ca sĩ Ngọc Anh chứ nghe Paris by Night. À, con cũng thấy nhiều người bảo như vậy. Đúng không? Dạ. Lắm luôn á. Chào cô chú ạ. Cô chào chú ạ. À, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Vâng, con tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Giới thiệu hết đi. Vâng. Con tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Con sinh năm 1987. Vâng. Con là làm nghề nhà thiết kế nội thất. Vâng, nhà thiết kế nội thất. 87 tuổi. Con ở đâu? Không, sinh năm 87. Sinh năm 87. Người ta sinh năm 87 mà chị tính sao 87 tuổi. Chị trong một cái... Con còn trẻ lắm cô. Trong một cái cơn điên loạn chị cần nói hai cái dữ liệu thông tin. Có nghĩa là bạn sinh năm 87 thì là năm nay không biết bạn bao nhiêu tuổi. 87 là hai cái đó nó nhập vô. Năm nay anh 36 tuổi. Ba mấy? 36 tuổi. Vâng. Còn trẻ lắm, đó. Còn trẻ lắm. Bằng anh chị được rồi. Chị Vân trẻ thế nhưng mà thích bằng cô. Rồi. Xin lại nha. Vâng. Chào lại anh chị đi. Từ giờ phút này nè, anh chị giới thiệu lại từ đầu. Chào anh chị. Rồi. 2 3 bắt đầu. Xin chào anh chị. Vâng. Không có ngại. Vâng. Anh chị đi vâng. Nha. Em xin chào anh. Giới thiệu. Rồi. Em xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Em sinh năm 1987. Là một nhà thiết kế nội thất. Vâng. Hiệp là ở đâu? Em ở Hà Nội ạ. Tức là từ Hà Nội bay vâng, về đây. Em từ Hà Nội bay về đây sáng nay. Vâng. Sáng nay. Vâng. Vâng. Phải đi từ hôm qua là biết đâu chừng gặp chị ông Vân. Wow. Trên sân bay đi Hà Nam thì về. Ôi trời, đi Hà Nam thì về thế mà không book cùng chuyến đi về luôn. Thôi chỉ có một bánh tráng ngon lắm. Ôi thế ạ. Mua bánh tráng. Chị đi Hà Nam chơi hay là chị đi hội diễn sân khấu? À vâng. Đó, đi xong rồi là đi ra chùa Tam Chúc á thì mới là mua bánh tráng. Vâng. Là đặc sản của Hà Nam. Vâng. Cuối cùng về mở ra là của Sài Gòn. Bánh tráng đặc sản Tây Ninh. Mà Hà Nam với Tây Ninh nó xa lắm luôn á. Vâng. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời vợ của Hiệp. Dạ. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ. Con chào chú. Không, em chào em với anh chị luôn đi. Anh chị chồng kêu sao mình kêu như vậy nha. Vâng, em chào anh, em là chị. Đó. Em là vợ của anh này ạ. À, em lên đây là ai cũng biết em là vợ của chị rồi. Ủa. Dạ. Cưng tên là gì? À, em tên là Hà Anh ạ. Hà Anh. Ôi, thế sao Hà Anh em của Ngọc Anh à? Ồ. Thế có bà con gì không? À, dạ không ạ. Ờ không. Ồ, Hà Anh em của Ngọc Anh. Thế về hỏi thăm bố xem là bố có đi du xuân ở đâu mà gần gần chỗ mà chị Hà Anh không ấy. Hà Anh là trước là ca sĩ trong nhóm Tâm K3A. À vâng ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ vâng, thì ngày trước là em làm ca sĩ trong nhóm đấy nhưng mà em bỏ, em đi lấy anh này ạ. Có thể không? Dạ không ạ. Rồi Hà Anh giới thiệu tiếp. Dạ, đi vâng. Hà năm nay bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 1995 ạ. 95 là 30. Không, 1995 là bé hơn cái xí ngầu 1 tuổi đấy. 29 tuổi ạ. Là 30 chứ. 29 đi. 29 ạ, 29 ạ. Vâng, là 30 đi. Không ạ, 29 ạ. 29, đúng rồi. Thôi anh nhất quyết 29. Vâng, còn rất lâu mới đến 30. Nhưng mà Hà Anh là công việc gì và
Hiện tại thì cũng là ở Hà Nội luôn. Dạ vâng ạ, em thì làm kinh doanh ạ. Kinh doanh. Dạ. Em có thể bật mí chút xíu về các ngành nghề kinh doanh của em là gì không? Thí dụ như gạch đá hay là vật liệu xây dựng chẳng hạn để mà hỗ trợ cho ông xã mình. Chồng em thì là nhà thiết kế nội thất thì em cũng có hỗ trợ vào cái công việc đấy. Còn em còn một mảng là phân phối ghế massage. Vâng, phân phối bán buôn, bán lẻ cho mọi người ở Việt Nam. Ghế massage. Dạ vâng ạ. Chắc có cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau? Ngày trước thì em có kiểu có máu kinh doanh từ nhỏ á, từ hồi cấp 2. Là đã kiểu bán online, xong mở shop, bán quà, bán đồ lưu niệm rồi. Lúc đó là mới cấp 2 thôi hả? Dạ vâng ạ. Hồi cấp 2, tầm lớp, nói chung là cùng rất bé đã thích kinh doanh rồi. Thế là đến sang cấp 3 thì ngày xưa đã biết kiểu đăng lên Facebook bán hàng, xong là dùng mấy cái tool để gửi một phát là tất cả bạn bè Facebook của mình mua hàng của tôi đi ạ. Thế là gửi chúng anh này. Đúng rồi này. Nhưng mà anh không có mua hàng ạ. Nhưng mà anh có phải là trong danh sách bạn bè của em không? Có rồi. Dạ. Tức là hai đứa là đã kết bạn với nhau trên Facebook. Vâng. Cái hôm đó vợ em gửi dụ em mua cái mặt hàng gì? Dụ. hình như là dụng cái gì với mặt nạ hay cái gì ấy. Sô-cô-la sô-cô-la thì trung tính là dụ ai cũng được đúng không? Mà cuối cùng là Hiệp có mua không? Không có mua ạ. Mua. Chị sao không mua vậy? Chị hỏi cớ để làm quen thôi anh. Vâng, cớ làm quen. Mà hỏi giá nè, rồi hỏi tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng là không mua. Vâng, không mua. Ủa nhưng mà Hiệp ơi, hai bạn là quen nhau trên Facebook nhưng mà có thường xuyên là tương tác với nhau không? Ví dụ như là thả tim hay là comment gì không? Không ạ, trước đấy là không biết nhau, không biết anh này là ai ạ. Bởi vì tự động là bạn. Bởi vì anh là anh đi du học ở nước ngoài về, sau đó anh khởi nghiệp là anh không có dùng mạng xã hội nhiều. Không hiểu sao là lại kết bạn Facebook với nhau. Em mới gửi tin nhắn thì anh hồi đó là em cũng là đang làm kinh tế. Trong thời gian khởi nghiệp, gia đình có truyền thống kinh doanh. Mình cũng rất là đam mê kinh doanh. Thì qua đó mình nhìn thấy cô này từ bé còn ít tuổi mà đã có khiếu và có đam mê kinh doanh thế này, mình thấy là mình có vẻ là hợp với mình. Thế thì là mình cũng em cũng chủ động làm quen. Nhưng mà nhìn thấy cái giao diện, thấy cái avatar, thấy có xinh không? Xinh chứ. Quá xinh. Xinh lắm luôn. Đó là một phần để mà thúc đẩy đi cho cái công việc của cái tình cảm. Việc đầu tiên này phải như vậy ạ. Vâng, phải xinh đã. Anh là cháu anh là bao nhiêu tuổi này? Dạ cháu ạ. Thế lúc cháu anh. Thôi chị đi ạ. Em không đang đùa được. Lúc ấy là em nó mới cấp 2 thôi. Lúc ấy là lên cấp 3 rồi đúng không? Em thì kinh doanh thích kinh doanh từ cấp 2 nhưng mà lúc mà nhắn tin cho anh ấy là lúc đấy lên đại học rồi đúng không? Lúc đấy năm nhất ạ. Năm thứ nhất. Chứ tưởng là cấp 2 mà. Coi như là anh ấy thì coi như anh cũng phải rén rén lại chứ. Thật ra hồi nãy là anh cũng đang bị miss cho chỗ này á. Tức là em nói là từ cấp 2 là em đã có khiếu kinh doanh. Và cho nên là em mới bắt đầu em bán hàng online. Đúng rồi ạ. Và em gửi mấy cái tin nhắn để bán mà coi như là bán dạo đó. Bán dạo trên Facebook đó. Lúc đó là đăng đại học năm thứ nhất. Nghĩa là lên tới đại học. Ôi lúc đó lớn rồi. Vâng. Lớn rồi. Đúng rồi. Cho phép rồi. Rồi sao quen được nhau? Thì đó. Thì nghĩa là sau khi coi như là tại vì đó Hiệp là từ chối không mua. Vâng. Nhưng mà là hỏi thăm. Nhưng mà hỏi thăm. Vâng. Nhưng mà rồi bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Cỡ khoảng độ 8 tháng. Ôi vâng, dữ vậy. Nhưng mà cô này cô khá là kiêu. Không ạ. Nhưng mà lúc mà em hỏi 1 năm 8 tháng, anh nhầm rồi. 1 năm 8 tháng. Bởi vì là anh này nhắn tin cho em rất là nhiều nhưng mà em không có trả lời. Cứ độc thoại thôi ạ. 1 năm 8 tháng. Nhưng có nghĩa là bởi vì hôm đó mình bạn mua hàng của tôi đi, xong rồi giả vịt hỏi là cái này bao nhiêu xong rồi là cuối cùng không mua. Không mua. Cho nên ghét luôn. Mà có đúng vậy không hả anh? Có đúng là không mua không? Không mua. Tại vì ông này không phải khả năng tiềm năng của tôi rồi, cho nên tôi không tiếp ông đúng nữa. Rồi. Nếu mà tính cả thời gian đấy thì lâu lắm. Gần 2 năm luôn. Gần 2 năm. 8 tháng. Tức là em nhắn nhiều không Hiệp? Nhắn nhiều nhưng không được có chừng trả lời. Sao em ông nản? Ông nản em chuyển qua cái chỗ cái mối khác. Cảm thấy là đây là mục tiêu. Vẫn kiên trì luôn trong 2 năm. Vâng, mục tiêu quan trọng. Thế rồi cuối cùng làm sao mà em nhận được cái tin nhắn hồi âm của bạn này? Điều gì mà để cho... Bây giờ hai đứa thành vợ thành chồng. Em bảo là anh muốn đầu tư cho em. Xong luôn. Tôi như con thầy tu cũng trả lời ngay. Thấy chưa? Có nghĩa là gì này? Anh có ơi. Lợi. Thấy coi như là thấy ok, thấy có. Là bé này đang máu kinh doanh. Em ạ, tự dưng bây giờ có nhà đầu tư. Vâng. Thì mình phải tiếp thôi. Tại vì tự nhiên em thấy là nhắn em ơi, em thích kinh doanh mảng gì? Anh sẽ đầu tư và cố vấn cho em từ A đến Z luôn. Là thấy là coi như là thấy con mồi ok. Vâng, tại vì đây là một doanh nhân rất giỏi và đầu tư từ A đến Z và cố vấn, thế là con phải trả lời ngay lập tức. Cho đến bây giờ tôi sẽ anh không phải khách hàng tiềm năng của tôi mà anh làm mỏ vàng của tôi. Và Hà Anh coi như lúc đó là mới trả lời lại
Rồi dạ. Hai đứa mới bắt đầu là gặp nhau. Dạ, vâng. Bao lâu mới gặp nhau bên ngoài? Sau cái tin nhắn đấy đấy, sau nhắn em thích làm kinh doanh. Ủa nhưng mà lúc đó là Hiệp đã về Việt Nam chưa? Em về Việt Nam rồi. Lúc đó là em đã làm kinh doanh rồi. Dạ, vâng. Rồi. Vâng. Đó là bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ngoài? Chắc phải mấy tháng. Mấy tháng sau nói sau rồi. Cái tin đó mà mấy tháng sau mới gặp nhau. Dạ vâng ạ. Đúng ra là phải mấy ngày chứ mà sao tới mấy không, tháng. Tại vì là em thì là một người mà rất là khó để mà gần một người đàn ông á. Kiểu bị thì 1 năm 8 tháng đấy, gần 2 năm đấy thì anh chị biết rồi đấy. Khó. Thế nhưng mà cơ hội kinh doanh đến thì nó phải chờ. Kiểu cứ nói chuyện thôi ạ, mà lúc ấy anh thì lại đang staff, anh đang staff thì anh cũng bận thì cứ nói chuyện qua lại nhẹ nhàng. Sau đó thì mãi sau á, con không nhớ rõ là bao lâu nhưng mà anh ra trường đại học và gặp nhau ở trường đại học. À, gặp dạ. nhau trường đại học của Hà. Dạ vâng. Vâng. Rồi cái lần đầu tiên gặp ở ngoài đó, nhìn thấy anh ở ngoài á, với những hình ảnh ở trên mấy cái Facebook, cái tin nhắn á. Dạ vâng. Thấy như thế nào? Thấy ở ngoài thấy xấu trai. Xấu hơn trong hình đó hả? Nó có duyên chứ. Không, thấy ở ngoài lúc đấy con thấy xấu trai. Không thấy có ấn tượng gì đâu ạ. Dạ. Thế còn Hiệp thì sao? Mình thấy Hà Anh thì so với trong hình thì như thế nào? Xinh. Quá xinh và luôn. Ngược nhau hoàn toàn. Tuyệt vời. Rất xinh, rất xinh và rất đáng yêu. Rồi gặp nhau rồi có nói liền chuyện làm ăn không? Tức là ngày hôm đó là nói chuyện gì? Đó. Anh ấy nói là anh bỏ vốn cho hả? Đầu tư không? Đầu tư là mảng gì hả? Nhưng mà lúc nhắn tin thì anh ấy bảo thôi bây giờ con xưng là con được không ạ? Con muốn xưng sao bây giờ này? Lúc nhắn tin thì anh ấy bảo con là anh ấy sẽ cố vấn kiểu mentor á. Nhưng mà đến khi gặp á, anh cứ hỏi linh tinh thôi. Sau đó con cảm thấy là cái ông này cũng rất là nhảm nhí và không muốn nói chuyện, không muốn gặp nữa. Là nghi liền đúng không? Giống và như là ông nổ, xong ông bơm. Sau đấy thì nói chuyện được có 5 hôm hay mấy hôm thì bảo là em ơi, anh muốn cưới em làm vợ. Xong rồi con cảm thấy là ông này thực sự là đấy ạ. Có vấn đề. Có vấn đề. Nghĩ là bị nguy nguy đúng không? Có mấy hôm mà anh muốn lấy em làm vợ ạ. Thế là lúc ấy con không có tình cảm đâu, thực sự là lúc ấy không có tình cảm. Nhưng mà bây giờ phải hỏi Hiệp coi là tại sao là trong một khoảng thời gian mới có mấy ngày thôi mà Hiệp lại đặt một vấn đề với một cô gái là muốn lấy cô ấy làm vợ. Trong 4 ngày. Cảm thấy là vụ đầu tư này chắc là quan trọng nhất và lớn nhất trong cuộc đời. Tại vì thực ra mà nói em biết không, cái cảm giác á, mà trong 2 năm trời, gần 2 năm trời đè nén với biết bao tin nhắn mà không được hồi âm hồi dương gì cả. Mà khi gặp lại cảm thấy là thương. Cho nên khi gặp một Pháp mà là choáng ngay vừa với một cái nhan sắc như thế này đến quên luôn là mình nhận người ta ra để đầu tư sản xuất. Mà quên luôn, tức là nói nhố nhăng, thế là bị cô này gọi là... Là có đúng không? Đấy. Là có đúng là bị hớp hồn không? Hớp hồn. Sở hữu. Vâng. Là chỉ muốn sở hữu thôi. Vâng. Còn cái việc làm ăn là tính sao? Tính sao? Đấy. Rồi bây giờ... Mà vụ đầu tư này là quan trọng này, lớn nhất. Đấy. Nhưng mà cô ấy lại từ chối mình như vậy thì là có từ chối thẳng luôn. Con còn nhớ cái hôm đấy là anh ấy chở con về trường ký túc xá ấy ạ. Tại thực ra lúc đấy là con chưa có yêu cái anh này. Tại thì kiểu chán quá thôi đi chơi. Với cả anh này bảo đầu tư thì xem là có học hỏi được cái gì không. Thế là xong tự nhiên anh ấy đưa về cổng ký túc xá. Xong cái anh ấy lôi tay lại anh thân cái vào tay. Trời ơi con bảo ôi giời vô duyên không chịu được á. Thế là xong anh tặng bông hoa hồng màu đỏ. Thế là con cảm thấy kiểu mình không yêu á, mình cảm thấy trời ơi. Thế là con mới một phát con rụt tay lại, con chạy lên ký túc xá. Con bảo bọn bạn trong ký túc xá là trời ơi vô duyên không chịu được luôn. Thế là các bạn ký túc xá anh này lãng mạn thế. nhưng mà riêng mình thì chỉ thấy nó lãng xẹt. Vâng. Rồi sau đó thì sao Hiệp? Hiệp tấn công tiếp bằng cách nào? Hôm sau liệu có được hôm đi chơi nữa không? Bị giận dỗi nó khá là lâu. Đấy, bao lâu? Chả chắc mấy tháng đúng không? Vâng. Bị giận dỗi khoảng độ mấy tháng đấy ạ. Mấy tháng luôn? Vâng, gần 2 tháng. Trong mấy tháng đó vâng. Thì ông chắc lên chắc xuống đúng không? Cảm thấy khổ sở. Khổ sở đó, vâng. Chứ là chết xuống đó. Đó. Rồi cuối cùng em dùng chiến lược gì? Để chinh phục được cô ấy. Lại là đầu tư. Lại là đầu tư. Em ơi, vâng. Đầu tư em. Lại là đầu tư. Có đúng như vậy không ạ? Dạ vâng ạ. Sau đó thì anh lại nhắn tin là kiểu cứ nói đến công việc thì kiểu con lại rất là kiểu thích kinh doanh. Tại ngày xưa con đi học là hôm nào con cũng đi học về cái là con lại chạy đi ship hàng. Chỉ thích kinh doanh thôi. Hứng thú. Vâng, rất là đam mê luôn. Và sau con đang học trường nghệ thuật là con hầu như là con rất là trì trệ cái công việc học nghệ thuật á. Con chỉ đi buôn. Vâng ạ, con học nghệ thuật. Sư phạm nghệ thuật ạ. Là con chỉ đi kinh doanh thôi. Anh thì cứ kiểu nói đến kinh doanh thì anh lại rất là giỏi. Thế là lại nói chuyện lại. Chuyện này thì đó là cơ hội của mình. Còn vài lần này chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà sổ sàng giống như cái lần đó đúng không? Vâng, nhẹ nhàng là phải nhẹ nhàng. Rồi làm sao mà chinh phục được? Không, cái lần tiếp theo đó là lúc gặp nhau thì con nói về vấn đề làm ăn không? Hay là lại nói những chuyện nhí nhảnh không? Lần đấy là con đi học ở trường đại học thì con học cái môn múa thì con bị ngất. Thì con bị ngất thì trước đấy thì anh bảo là anh đi công tác ở Bình Dương và anh không về được.
Thì con bị ngất, khi mà con ngất dậy thì lại thấy anh ở bên chỗ cạnh rồi. Và anh bắt mạch, có nghĩa là kiểu anh có thể, con thấy rất là lạ là anh chạm vào đây cái là anh biết được là nhịp tim có bao nhiêu á. Tại vì mẹ bị bệnh thì anh rất là giỏi cái đấy. Xong là khi mà các bạn kể lại là nghe tin là con bị ngất là anh phi từ Bình Dương về, không bỏ hết công việc. Có nghĩa là rất là nhiều cái quan trọng hợp đồng của anh bỏ tất, anh về bên cạnh và anh chăm sóc. Rồi anh cứ ở viện là anh chăm sóc ngày ngày như vậy là con rất cảm động á. Thế là bắt đầu từ cái vụ đấy là siêu luôn. Vâng ạ. Siêu luôn nha. Đó. Ôi đúng người rồi. Không thương thật lòng mà anh chị và không thật ra thương thật lòng thì mới phi về đó, đúng không? Vâng. Vấn đề ở đây thương là một chuyện nhưng mà đây là đúng là chỗ dựa cho mình rồi. Có nghĩa là vừa lại đầu tư kinh doanh nhá, đầu tư về sức khỏe. Vâng. Rồi có đầu tư với bên gia đình vợ không? Tức là đầu tư tình cảm á. Đó. Có chứ ạ. Vâng. Tự mình đến gia đình nhà vợ. Vâng. Từ em tự tới luôn. Con không biết gì luôn ạ. Một buổi tối là vợ hồi đó là hai anh đang học ở trường. Ở trường thì buổi tối đó là con là em là tự đến nhà. Đến nhà gặp đến ai? Đến nhà gặp bố mẹ vợ tương lai. Vâng. Thế rồi nói cái gì? Rồi nói sao? Nói cháu là bạn trai của anh. Cháu là bạn trai của hai anh. Vâng. Cháu muốn hôm nay là từ hôm nay là muốn hai bác tác hợp cho con với Hà Anh chính thức đi lại tìm hiểu nhau. Và phản ứng của bố mẹ thì sao? Cảm thấy bất ngờ, không nói được gì. Thôi cháu con cứ uống nước, sau này hôm nay con cứ về đi đã. Vâng. Tại vì là trước đấy là không nghe con kể gì về anh này hết. Tự nhiên có ông này, một cái hôm mà anh đến là chỉ mới gọi là chưa yêu chưa gì. Nhưng mà anh đến anh không bảo là hôm nay anh đến nhé hay gì đâu ạ. Anh tự đến và không ai biết gì luôn ạ. Và để giới thiệu là cháu là bạn trai của Hà Anh. Mà cái lúc đó là đã lúc đó là trước cái đợt con ngất hay là sau? Trước ạ. Trước. Đến từ lúc mà đợt hôn tay đấy ạ. Đấy. Bởi vì nhưng mà sau khi về nhà gặp bố mẹ thì sao? Hà Anh á. Bố mẹ con thì bảo là có cái anh đấy đến và giới thiệu là không, bố mẹ con gọi điện thoại con luôn. Sau đấy có một anh đến giới thiệu là bảo người yêu của con. Con có biết cái chuyện đấy không? Có nghĩa là bố mẹ con rất là hoang mang luôn á. Với chuyện đấy con không có nói gì. Vâng ạ. Tại con không xác định là lấy anh này. Rồi con trả lời bố mẹ sao? Con cười. Tại lúc đấy là con cũng hoang mang luôn. Nhưng mà sau cái vụ mà ngất là hai đứa chính thức. Dạ vâng. Coi nhau đúng không? Dạ vâng. Và bố mẹ cũng tác hợp. Dạ. Có nghĩa là bạn này là trong cái cảm xúc của bạn này lúc là hơi weird weird đấy. Weird weird. Weird weird là kiểu dạng kiểu như là hơi không bình thường một tí. Tức là không thể tưởng tượng tại sao có lại người như thế. Không nhưng mà này là mình đoán đó nha. Vâng. Là sau khi cái cô ấy ngất. Vâng. Và nhìn thấy Như Hiệp. Vâng. Và sau đó hai người quen nhau. Vâng. Và sau đó chắc là Hiệp chắc thường xuyên tới nhà của bố mẹ vợ bây giờ đúng không? Thường xuyên ạ. Vâng. Sau đó là chỉ có sau một tuần là em đến đã xin bố mẹ cho lấy hai anh làm vợ rồi. Là trong một tuần luôn? Một tuần ạ. Mà Hà Anh có biết điều đó không? Nhưng mà anh đòi cưới vào mùng 2 Tết ạ. Ôi trời. Mà, nhưng mà lúc đó là đã ngất chưa? Hay là vẫn đã chưa ngất rồi, mà ngất rồi, đã đòi cưới rồi? À, sau cái lần sau ngất đấy ạ. Sau lần ngất là xin cưới. Đến xin là cho cưới. Là sau xin cưới vào mùng 2 Tết. Ừ, thế sao? Ủa mà sao lý do gì chọn mùng 2 cưới? Bảo cô chú cứ cho con cưới vào mùng 2 Tết. Lúc đó là mọi người cùng ăn Tết rồi cùng ăn cũng cưới luôn cho nó phấn khởi. Chứ không phải cho nó vui. Chứ không phải là ngày tốt hay là ngày gì. Vâng, cứ đầu năm mùng 2 luôn cho nó vui ạ. Nhưng mà bố mẹ người đồng ý không? Bố mẹ bảo bố mẹ chưa thấy ai cưới mùng 2 Tết đâu con ơi. Thôi cuối cùng là cứ vào mùng 10 Tết ạ. Là đồng ý. Dạ vâng ạ. Có nghĩa là Hiệp là thay mặt gia đình qua hỏi cưới luôn hả? Vâng. Đặt tự mình đặt vấn đề, sau đó thì khi nào mà chính thức thì mới gia đình bên này đồng ý về nói chuyện bên này, gia đình con đồng ý cho là gia đình con mới qua. Tức là bố mẹ Hiệp là sau khi mà gặp Hà Anh là cái cảm giác của bố mẹ Hiệp như thế nào? Sung sướng không, thích cảm... nuỗn nà như thế. Cảm giác là hạnh phúc. Vâng. Vì con trai mình đã tìm được một người vợ nhìn phúc hậu, hiền hậu, ngoan, ngoan, xinh đẹp. Gia đình là các cụ xuống đặt vấn đề luôn. Các cụ bên nội xuống đặt vấn đề luôn. Vâng, em về em thừa với bố mẹ gia đình, thế là gia đình ok luôn. Nhưng mà trước đó là Hà Anh là có qua nhà của bên Hiệp rồi đúng không? Đến lúc mà thì ông bà mới đồng ý chứ. Đến lúc mà vâng ạ, trước đấy thì có đến một buổi tối thôi ạ. Chỉ cần một đến thôi. Vâng. Là ông bà có thể đánh giá được rồi, đúng không? Như vậy là cho từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau là mấy tháng? Từ lúc quen thì từ lúc mà ngất á, từ lúc ngất á. Có mấy tháng thôi ạ, mấy tháng anh nhỉ? 5 tháng à? Vâng, chắc tầm đấy ạ. 5 tháng. Tầm 10 tính từ cái thời điểm ngất ấy. Vâng. Là 5 tháng. Đấy còn tính từ cái thời điểm mà
ngỏ lời đầu tư ấy là đến 2 năm nữa, dạ, hơn 2 năm ấy nhỉ. Dạ. Trời ơi, bây giờ con mở cái Facebook ra, con kéo lại cái tin nhắn anh ấy, con kéo 2 ngày không hết. Nhắn liên tục luôn nhỉ. Nhắn kiểu độc thoại, kiểu mà con cảm thấy là ông này có vấn đề á. Đấy, weird đấy, không ai như thế à. Em là không như thế ạ. Hồi đó con em đến nhà bố mẹ Hà Anh, con bảo là con bây giờ khá tuổi rồi, 28 gần 30 rồi. Tuổi con già rồi. Cô chú cho con cưới nhanh, lấy anh làm vợ luôn. Thế thì cô nó chú thẳng như luôn đấy. Vâng, nói thẳng với con già được, bây giờ con cháu già rồi. Vâng, già cháu rồi. Phải vâng. Cho cháu cưới vợ ngay. Vâng. Cháu không luôn. Chờ được đến sang năm và cháu phải cưới mùng 2 Tết. Và cuối cùng là mùng 10 á. Bố mẹ Hà Anh chắc cưng ông rể lắm. Lúc đầu thì cảm thấy hoang mang ạ. Thấy anh nó sao sao. Ngỡ ngàng á, hoang mang bật ngửa ấy. Xong là bây giờ thì chắc là lại là cưng lắm đúng không? Vâng ạ. Như con như con trai cháu ấy. Vâng. Hai bác ơi, cháu già rồi. Là Hiệp đi học ở đâu? Em đi học ở Trung Quốc. Vâng. Vâng. Hà Anh với Hiệp là bây giờ là đã có em bé chưa? Con có một bé trai 7 tuổi ạ. 7 tuổi? À, là câu chuyện này là cách đây coi như là mấy năm rồi. 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi đúng không? Vâng. 9 10 năm rồi chứ. Kể mà cứ như là hôm qua. Vâng. Hai chồng này như có con 7 tuổi rồi. Thật sự là ủa, vậy là bất ngờ vậy luôn. Là lúc đó là con mới cái hai mấy, con đã sanh nở rồi nhỉ? Dạ vâng. Chả biết đi chơi là gì nhỉ? Thì 22 hồi đó cưới là lúc ấy là đại học năm thứ nhất ạ. Hết năm thứ nhất thì con 22 tuổi đó. Nghĩa là không nghĩa là anh này anh rất quyết đoán như này ạ. Khi mà anh xác định lấy con là anh bảo là anh không thể em có hứng thú với cái trường nghệ thuật. Anh không thể em có hứng thú với nghệ thuật. Em đi học kinh doanh và học kế toán cho anh ngay. Tự nói và, dạ vâng, và khi mà con khi mà anh ấy xác định lấy con, anh ấy cho con đi học luôn kế toán rồi ạ. Và dạ. anh ấy xác định là lấy cô này về là kinh doanh. Và anh thử con bỏ học. Anh thử con bỏ học. Và con có thấy là cái sự lựa chọn mà cái sự định hướng của chồng con như vậy là đúng đắn không? Cho tới thời điểm này. Chồng con thì có một cái rất là đặc biệt là anh ấy định hướng mọi thứ rất là tốt. Từ con cái cho đến chiến lược kinh doanh mọi thứ trong cuộc sống. Thì anh ấy định hướng rất là tốt cho con. Nghĩa là anh nhiều khi trêu là anh cứ như là bố của em nữa. Tại vì khi mà con đi lấy chồng là con còn rất là ít tuổi. Thì anh dạy con là cách sống. Dạy con cách nhau 8 tuổi. Cách kinh doanh. Dạy con từ cái cách mà em phải để đồ như này, có nghĩa là dạy những cái nhỏ nhất ấy ạ. Tại vì ngày xưa con cũng được chiều, không biết làm nhiều. Thì anh luôn bảo là anh giống như bố em mà con cũng công nhận như thế luôn. Và anh ấy đào tạo con, có nghĩa là đến từ một cô bé mà không biết gì luôn, trở thành một người vợ đảm đang thực sự ạ. Nghĩa là con sẽ nấu ăn được tất cả mọi thứ và quán xuyến được việc gia đình. Hồi quá, chúc mừng. Chúc sắp mừng. Tới là bây giờ làm CEO, coi như là làm ấy hết đúng không con? Thế em có hay cho bé đi du lịch không? Có, và cả gia đình. Phải cho bé đi chơi nhá. Vâng. Bởi vì bé không được đi chơi. Vâng. Mới 22, 33 là mẹ rồi. Bé đã làm mẹ rồi. Vâng. Làm vợ đấy, làm vợ trước rồi làm mẹ sau đấy. Vâng. Nhưng mà chồng con thì rất là chiều. Vâng. Thôi, nói chung là chúc mừng Hà Anh đã lấy được một anh chồng rất là tốt. Vâng. Và cái phần mà nói tốt đến đây là chấm dứt. Vâng. Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái phần khác. Chuyển qua một cái phần khác chắc là anh thú vị lắm đấy. Vâng ạ. Thú vị. Có chờ đợi giây phút này không? Có. Rồi bây giờ là hồi nãy giờ chúng ta đang nói tốt về anh ấy. Dạ. Bây giờ tới một cái phần mà chúng ta nói là những cái điều chưa mà được tốt lắm. Chưa được tốt chưa lắm. Được lắm. Và cần phải có sự thay đổi. Vâng ạ. Sau 5 tháng mà ở với nhau. Chồng con thì có một cái tật rất là xấu. Xấu tệ luôn ạ. Có thể với người khác là tốt nhưng với con rất xấu. Và chính là anh rất là kỹ tính và sạch sẽ, nghĩa là nó bị quá độ ấy ạ. Quá độ luôn. Quá độ luôn. Rồi khi anh về nhà là anh thấy, có nghĩa là lúc nào anh cũng cảm giác xung quanh anh như là bụi, là bẩn. Và anh ấy nói rất là nhiều là em ơi nhà nó bụi bẩn quá. Trong khi là bác giúp việc là bác ấy lau thường xuyên á, nhưng anh ấy vẫn không hài lòng. Anh rất khó tính. Và có cầm đồ lau lại không? Anh không ạ, anh chỉ nói thôi ạ. Và người ta phải lau lại. Vâng. Thực ra thì em là làm nghề là một nhà thiết kế nội thất và cái doanh nghiệp là phân phối đồ nội thất. Trong cái nghề của mình là phân khúc của mình là mình nhà thiết kế nội thất cao cấp, tinh tế và sạch sẽ, mọi thứ đều rất là gọn gàng. Thì trong cái ngành nghề và nghề nghiệp của mình nó tạo cho mình một cái thói quen và một cái tính trong con người là như vậy. Bệnh nghề nghiệp đó. Bệnh nghề nghiệp vâng. Mọi thứ phải ngăn lắp và sạch sẽ. Và đâu ra đấy. Nhưng mà với cách mà Hà Anh tả thì chắc là cái điều đó là thật ra là tốt. Nhưng mà đôi khi nó có kỹ tính quá nó lại thành cái điều mà chưa tốt trong mắt của Hà Anh đúng không? Dạ vâng, tại vì bản thân anh ấy khó tính là anh cũng rất khó chịu. Tại anh đi đâu là anh cũng thấy là chỗ này chưa được này, chỗ kia chưa được này, cái ghế này chưa được, kiểu như thế là anh sẽ soi. Anh ấy rất bản thân anh cũng rất là mệt ạ.
và con ở cùng là nhiều khi con cũng thấy rất là bức xúc về vấn đề đấy. Và con bảo nhiều khi anh ơi anh sống nó phiền phiến thôi để cho người khác và anh cũng đỡ mệt đấy ạ. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa sửa được ạ, vẫn rất khó tính. Tại vì nghề nghiệp mà đúng là dạ, nghề nghiệp thì cũng cũng khó sửa lắm á. Dạ. Rồi cái gì nữa? Con có cái đấy là tật xấu thôi. Bởi vì anh thì anh có gia trưởng không? Anh cũng bình thường bởi vì anh biết tiếp thu ạ. Không cũng không gia trưởng cho lắm bởi vì cũng có vâng nhưng không có như bố mà cũng có nhưng không cho lắm nhưng mà người chồng mà người anh một người bố mà cho nên là cái thời gian đầu về mới ở với nhau thì chắc lẽ là cái tính gia trưởng nó sẽ nhiều hơn bây giờ. Đúng rồi, tại vì là thứ nhất là lớn tuổi hơn, thứ hai á là cái tính chất nghề nghiệp là giỏi và kinh doanh từ lúc nhỏ, định hướng hết mọi thứ, chiến lược các thứ này kia nọ, thì thành ra là cái đó là nó gần như là thuộc tính luôn à. Nó là thuộc tính của Hiếu á. Rồi bây giờ không còn tật xấu gì nữa hả? Bây giờ còn không? Bây giờ còn gia trưởng có không? Ghen không? Ghen chắc là có nhưng con không thấy thể hiện ra bao giờ. Thì vậy là không có rồi. Không có. Nhưng mà ngược lại thì có chiều hả anh? Chắc chiều lắm hả? Chồng con thì thực sự là một năm 365 ngày thì 364 ngày anh ở nhà. Tối nào anh cũng ở nhà, ban ngày thì anh đi làm, còn tối là anh sẽ ở nhà với vợ con. Một là anh dạy con, hai là anh nghiên cứu công việc của anh ấy. Và anh ấy không bao giờ anh đi nhậu, gọi là rất hiếm ạ, trừ khi là đối tác rất là quan trọng thì anh mới đi. Thích ở nhà nhậu với vợ. Ở nhà có nhậu hai vợ chồng tối nào cũng nhậu ạ. Con thì đam mê nấu ăn, ngày nào con cũng sẽ nấu các món anh thích và tối hai vợ chồng tối nào cũng keng. Em thích uống vang, hai vợ lại đam mê nấu ăn nên là hai vợ chồng là bữa tối đến ngày nào vậy cho an toàn. Đang. Mình đi xe về không bị công an phạt. Vâng. Bây giờ căng lắm. Căng lắm đấy ạ, căng lắm. Vâng, 2.000 đô đấy. Mà đi taxi thì nó tốn kém, vâng, đúng không? Vâng. Tiền nhậu không bao nhiêu mà taxi. Nhưng mà cái van tốt lắm em. Dạ. Uống rượu vang là rất tốt luôn. Em có đam mê uống vang. Không, chắc mình cũng học hỏi ở bạn. Gần đây mình cũng có thói quen là nhậu ở nhà. Vâng. Không đi ra ngoài nữa. Vâng. Đó, cũng lớn tuổi rồi. Vâng. Rồi bây giờ chắc đâu có mong muốn anh xã thay đổi điều gì hả? Con thì mong muốn là chồng bớt khó tính, bớt kỹ tính lại ạ. Tức là đến bây giờ vẫn chưa sửa được. Vâng ạ, kiểu không sửa được luôn ấy ạ. Vậy mỗi lần đi nhậu chắc đứng lên ngồi xuống hoài đúng không? Tại ngồi uống cái nào thấy chỗ đó dơ quá, cứ đứng lên lao. Cho nên là anh không có đi ạ. Một năm mà con đếm được anh đi nhậu ở ngoài thì chắc là 1-2 tối thôi ạ. Còn hầu như là anh không đi đâu hết, anh ấy dành 99.99% là cho gia đình và công việc. Em có cái thói quen đó là thích yên tĩnh, không thích xô bồ với ồn ào, nên là đi làm về lại làm việc cả ngày mình mệt mỏi rồi tối mới về nhà nhìn thấy vợ con mình cảm thấy thanh bình hơn, yên bình. Rồi chúc mừng hả anh nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Rồi bây giờ tới Hiệp đấy. Vâng, thôi con em trả lời luôn là đối với em thì vợ em hoàn hảo. Vâng, hầu như là không có cái gì phải xấu cả. Thật không? Vậy bởi vì đối với mình một người mà mình cảm thấy là mình vô cùng yêu thương, vô cùng trân trọng, thì mình dù có một cái tật xấu nào đấy, một cái vấn đề nào đấy, mình coi đó là chuyện nhỏ. Bởi vì trong gia đình em luôn là người nhường nhịn mà, mình luôn luôn là người thua và nhường nhịn. Thì cái gì cũng thành là dù có chút xấu chưa được thì cũng là mình trân quý. Thì đó mới là vợ mình, đó mới là người mình yêu. Vì từ ngày xưa lúc mình cô này là mình, khi mình tán, khi mình là người yêu cho đến khi là vợ, vẫn là một cô gái như vậy. Và mình muốn là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ mình yêu người ta đến 365 ngày thì hết 364 ngày mình ở bên cạnh người ta rồi. Thế bây giờ có mỗi cái người ta bảo bớt kỹ tính thôi mà không sửa được. Thế mà bảo yêu. Thôi cái này thì sẽ cố gắng. Vâng, nhưng mà nhưng mà chắc là sửa được chút xíu rồi. Coi như cứ nhắm mắt làm ngơ thôi. Vâng. Anh nghĩ là sẽ Hiệp sẽ thay đổi được, vâng. Sẽ sửa được nha. Không sửa nhưng mà vấn đề là bây giờ là vợ mình bây giờ là cũng gần như giống mình thì cũng rất là khó tính rồi đấy. Thôi thì bây giờ rồi. Cũng... cùng nhau cho nên giống nhau ạ. Thôi chúc mừng. Chồng con là bây giờ là chỉ thích ở nhà nhậu với vợ thôi ạ. Tại hai vợ chồng cùng kinh doanh cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, khó tính giống nhau. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nha. Vâng.